Tôi sinh ra và lớn lên tại ngôi làng Mộc đã có từ hơn ngàn năm, làng Cố Minh Nghệ La Xuyên thuộc xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Mỗi địa phương có những cách đón giao thừa Tết cổ truyền riêng, nhưng phong tục mà tôi kể và minh họa bằng video sau đây chắc chắn sẽ đem lại nhiều điều thú vị. Một rơi một là hai, hai thêm hai là bốn, bốn với một là năm, năm ngón tay sạch đều. Có một tục lệ mang đặc trưng của quê hương tôi, đó là rước lửa vào đêm giao thừa tại đình làng, nơi thờ ông tổ Nghề Mộc, lão La đại thần Ninh Hữu Hưng. Cứ đến thời khắc giao thừa, hàng ngàn người lại đổ dồn về đình làng. Mỗi năm số lượng lại tăng lên. Có người nhận định tục rước lửa đã có từ ngàn năm, và ngày nay tục rước lửa này ngày càng trở nên linh thiêng hơn. Lửa đã đem lại mọi sự may mắn cho người dân. Người dân làng Nghề La Xuyên quan niệm ngọn đuốc soi tỏ con đường đang đi, xua tan rủi ro trong năm mới. Chỉ cần đàn em về làm một cái tâm mình lại phải đốt chân lên. Vậy là đã bao năm qua, người dân làng Mộc La Xuyên đã dùng ngọn lửa của tổ nghề để gội rửa tâm hồn và giữ gìn làng nghề. Cũng đã hơn 20 năm kể từ những năm lên 7, lên 8, theo ông, theo bố, gia đình vào thời khắc giao thừa. Thời gian cứ trôi qua đi, cuộc sống liên tục thay đổi, suy nghĩ cũng ngày một lớn dần. Nhưng có lẽ bao người con làng Nghề La Xuyên đều có cảm giác đến thời khắc ấy lại dộn lên trong lòng bao cảm giác khó tả. Dù là ở độ tuổi nào đi chăng nữa, là bởi đằng sau những bận rộn vội vã hàng ngày là những nụ cười, là những vui tươi rạng rỡ khó che lấp được trong thời khắc giao thoa của đất trời. Ngày nay theo dòng phát triển của đất nước, ngày Tết đã có nhiều thay đổi. Thế nhưng cái nghĩa vô cùng của nó thì vẫn thế, và lòng người dành cho Tết, cho xuân cũng vẫn vậy, vẫn cứ rạo rực như những ngọn đuốc kia mỗi dịp Tết đến xuân về. Mọi người chúc mừng năm mới nhá. Con ơi đi đi. Con đứng em trong xóm ngoài làng hôm nay gia đình rất vinh dự được sự quan tâm của các ban ngành cũng như là đoàn thể và toàn thể anh em trong xóm ngoài làng về gia đình. Nếu biết gia đình không có chén nước điếu thuốc, và xin mời các ban ngành cũng như toàn thể nhân dân, anh em trong xóm ngoài làng mời nước mời thuốc và thông cảm cho gia đình. Và sau đây là gia đình cũng có nguyện vọng là 8 giờ thì hơn là chúng xin mời các ban ngành cũng như là toàn thể và toàn thể anh em trong xóm cũng như là ngoài làng, ta sẽ rước lễ gia đình thế đấy. Và gia đình không biết nói gì hơn, xin trân trọng cảm ơn và xin cảm ơn. Các bác, các anh, các chị, kính thưa
các bạn được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo địa phương, ban chỉ huy cùng nhân dân địa phương, 1.300 nóc nhà, gần 5.000 khẩu, tin tưởng giao cho các bạn tiến cử mở một đình khai điện tại các giáo bảo hành tiến bộ. Đây là một vinh dự lớn cho các nhân dân địa phương và cũng mong gia đình các bạn và anh em đối ngoại, bạn bè gần xa giúp đỡ và bác bạn sẽ hoàn thành xuất sắc. Kính chúc các cô, các ông bà, các bác, các anh chị gia đình các bạn sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng và tập thể các bạn chúng ta. Tiền lê về hát lạc hồng theo vua kinh lý nội phòng tịch liền sông sắt có tướng công hồn tài mộc cũng có tướng tài hỏi trinh trường thiếu hương tiếng ngày mang xa thần hà quê ta vang danh thần hà quê ta La Xuyên tên chữ lão là thứ nhất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cả đức nhân tướng tài, vẹn cả đức nhân đi. Mộc Công ngài giỏi mười phần, mười phần tinh thông. Giang rồng bay cao, đức tài sáng tựa ngôi sao, thái hoàng lập ấp. Thank you.
trần gian làm nghề chúng con thầy cô. Dòng sông sắt sớm chiều ý. Nhịp cầu soi bóng ý. Sao y rêu nghiêng những tự hào vang danh nghề tổ biết bao ân tình. Đón năm mới tại dân 30 phút là một cháu thông minh hiếu học
đến với mọi nhà, mọi người. Nhân dịp này, chúng tôi xin kính chúc các vị đại biểu, các cô, các bà cùng toàn thể mọi người có mặt tại đây được dồi dào sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời ông Phạm Văn Vịnh, trưởng ban quản lý di tích, có đôi lời trước khi đón năm mới. Vâng, xin kính mời ông. Giờ phút thiêng liêng nhất năm mới, năm Nhâm Dần 2022 đã đến. Toàn thể nhân dân địa phương chúng ta hội tụ về đây trước cửa đình La Tiền Điện, nơi thiêng liêng, một di tích lịch sử văn hóa tâm linh của tổ tiên ông cha chúng ta đã để lại cho muôn đời con cháu mai sau vô cùng xứng đáng mà nhân dân ta được tận hưởng đến ngày hôm nay. Để chân tình khách nhân mở tôi đây xin lửa ông Phạm Văn Bằng thay mặt cho toàn thể nhân dân địa phương mong cho trời đất mưa thuận gió hòa, cây cối đông rồi để lộc, tổ tiên phù hộ năm mới, năm Nhâm Dần 2022 nhà nhà được phát lộc phát tài, quần trước hướng ngang hầu thắng, để nhân dân nhà mong thịnh vượng ngày phát triển, nhà nhà ấm no hạnh phúc, con cháu được học hành tiến bộ. Thưa toàn thể nhân dân, năm 2021 ban quản lý di tích đã xây dựng lát chân đình bằng đá bằng 720 m² và 400 m² gạch nhỏ, tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Đã có 606 gia đình công đức và đã có 23 gia đình cúng tiến đồ thờ trị giá trên 2 tỷ đồng, và đã có 300 ngày công lao động giúp công trình xây dựng. Thay mặt ban quản lý di tích xin cảm ơn sự cúng tiến của toàn thể các gia đình và nhân dân địa phương để đình phủ La Xuyên ngày càng khang trang sạch đẹp. Đặc biệt thay mặt ban quản lý di tích xin cảm ơn gia đình ông Dương Văn Hòa đã giúp dân hầu thánh năm 2021 thành công tốt đẹp. Cuối cùng xin kính chúc các thầy khách quý cùng toàn thể nhân dân năm mới, năm Nhâm Dần đoàn kết vui vẻ thanh khỏe, gia đình hạnh phúc, năm mới thắng lợi mới. Xin chúc xây dựng kinh tế vững mạnh thành công trong mọi lĩnh vực. Chúc các bạn thanh niên tươi trẻ, hồn nhiên, say mê trong công việc và học tập thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Chúc các cháu thiếu niên nhi đồng ngoan ngoãn học giỏi. Chúc các em bé hay ăn sóng lớn giàu khắp giao thừa sắp tới. Mùa xuân mới đang tràn về trên quê hương La Xuyên của chúng ta. Tôi xin chúc mọi nhà, tất cả mọi người sang xuân mới Nhâm Dần dồi dào sức khỏe, vui vẻ đoàn kết,
sản xuất giỏi, hàng hóa lưu thông thật nhiều, kinh tế tăng trưởng vượt bậc, gia đình tươi vui hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Niên Mãn Tuất, kỷ hữu minh niên, nhâm dần, nguyên đán tiết, xuân thiên chính nguyệt, tư nhất lập thần, đệ tử khai điền môn Phạm Văn Bằng, đồng dân La Xuyên, xin đức thánh tổ ban lửa thiêng cho dân làng, cầu mong đức thánh tổ bảo hộ độ trì cho toàn dân La Xuyên, năm nhâm dần gặp nhiều may mắn, hàng hóa lưu thông, kinh tế tăng trưởng vượt bậc, làng quê tươi đẹp bình yên. Kính chúc thánh cung vạn tuế vạn vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Rộn ràng khắp nơi, làng trên xóm dưới, già trẻ gái trai ngày đêm miệt mài. Vai đẫm giọt mồ hôi, mắt sáng người niềm vui, khắc trăm trạng tinh thông, thôi hồn từng thơ gỗ. Ngũ phúc chân quy, bái tổ vinh quy, từ quy tứ linh, nét sắc xào uy linh. Bàn tay tài hoa truyền khắp xứ Đoài Đông, bao mái cong vút cao nơi đình chùa uy nghiêm. Kia dãy dọc tòa ngang bao cung đình rộng mở, mộc mỹ nghệ thăng hoa hồn thiêng đất diệt. Đâu đây tiếng mai tiếng cười, lốc ca lốc cộc tiếng ruồi đục chạm, rộn ràng khắp nơi, làng trên xóm dưới, già trẻ gái trai ngày đêm miệt mài. Vài
vai đẫm giọt mồ hôi, mắt sáng ngời niềm vui, khắc chạm trạng tinh thông, thôi hồn từng thơ gỗ, ngũ phúc chân quy, bái tổ vinh quy, từ quy tứ linh, nét sắc sảo uy linh. Đôi bàn tay tài hoa truyền khắp xứ đoài đông, bao mái cong vút cao nơi đỉnh chùa uy nghiêm. Kia dãy dọc tòa ngang bao cung đình rộng mơ, mộc mỹ nghệ thăng hoa hồn yêu đất Việt. Tòa khắp muôn phương con cháu cái này, dẫu không khoa bàng cũng thành nghệ nhân. Tiếng thơm những người còn ưu tú, văn bia mãi còn lưu danh. Xuân sang đất trời hòa giao, thời khắc linh thiêng bách gia tụ hội, kéo truyền rước lửa thiêng mong cầu một năm may mắn an khang tình vượng. Đêm nay lửa đình làng vẫn âm ỉ cháy,